Xin phép toàn thể quý vị khán giả một ít phút. Kính thưa quý vị, cô chú anh chị và các bạn, quý vị đứng ở đây có vị có cảm thấy ngại không ạ? Bao nhiêu người ta nhìn vào quý vị đây này. Đây là cái phông rất là đẹp, có cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo. Và chúng tôi đã lên sân khấu, nếu cứ phải nhắc quý vị như thế này nó rất mất cái hình ảnh và mất cái chất lượng trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị, chúng tôi mọi lần làm chương trình đã không được công an xã cũng như bảo vệ của thôn ủng hộ rồi thì toàn các anh em tài trợ tự đi dẹp trật tự thôi. Tôi mời ông Đăng, anh Tá lên đây dẹp cho tôi cái khu vực này. Nếu quý vị không chấp hành thì chương trình chúng tôi phải dừng lại ạ. Nó vào phim vào ảnh rất là xấu, mà cái phông chính là cái bộ mặt của sân khấu mà để như này rất là xấu. Bên dưới còn rất nhiều chỗ. Thôi ạ, đừng đứng đây ạ, đứng mọi người đứng lui vào đây một chút đi ạ. Phong dẹp trật tự đi thì mới chương trình mới lên được ạ. Thưa quý
vị đại biểu khách quý cùng toàn thể quý bà con thân mến, vừa rồi quý vị chúng ta đến với ca khúc Bóng Bóng Bàng Bàng của nhóm Cánh Diều Hồng đã gửi tới quý vị một ca khúc rất là hay, hy vọng rằng toàn thể quý vị chúng ta sẽ yêu thích. Chương trình hôm nay thì chúng tôi có mời tới đây vâng một người em của Tuấn Ngọc, và vừa rồi chỉ trong 3 ngày thôi, rất là ngắn, em đã trổ một cái tài. Tuấn Ngọc đã yêu cầu em sáng tác một ca khúc được viết về quê hương thôn Phủ Trì, kính thưa toàn thể quý vị. Và ca khúc này sẽ do chính tác giả thể hiện trong chương trình hôm nay để kính tặng toàn thể quý vị với bài hát ý nghĩa được mang tên Phủ Trì Lễ Hội Hồn Việt qua sáng tác và sự thể hiện của nam ca sĩ nhạc sĩ trẻ Quốc Chiến. Xin quý vị dành tràng hoa tay thật lớn cho ca khúc ý nghĩa của thôn Phủ Trì chúng ta. Bye.